Thưa quý vị, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đang đến gần, các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang chuẩn bị nguồn lực, đặc biệt là các hoạt động hấp dẫn để đón và phục vụ du khách. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Các khu vực trưng bày trong bảo tàng đang được các nhân viên dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ như mọi ngày. Các tác phẩm được chỉnh lý và sắp xếp theo từng chủ đề. Tất cả đều làm việc với tinh thần khẩn trương, chỉn chu. Để dịp lễ này, bảo tàng sẽ là điểm đến mới mẻ, hấp dẫn và sẵn sàng chào đón du khách. Dịp lễ 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 sắp đến là một ngày lễ lớn của đất nước. Thì cũng như mọi năm, thì chúng tôi đều tổ chức những cái hoạt động phong phú, đa dạng hơn để phục vụ nhu cầu tham quan và vui chơi giải trí của người dân cũng như là du khách đến với thành phố Đà Nẵng. Thì trong dịp này thì chúng tôi mở cửa thường xuyên, là bảo tàng không đóng cửa ngày nào hết để mà phục vụ du khách, người dân thành phố. Dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức triển lãm sắc màu tháng 4, diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2023, với khoảng 50 tác phẩm nghệ thuật, trong đó có 30 tác phẩm đến từ hội viên Hội Mỹ thuật thành phố và 20 tác phẩm đến từ Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế. Nội dung các tác phẩm năm nay là thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nét đẹp của mảnh đất và con người Đà Nẵng nói riêng và vùng đất miền Trung nói chung. Tôi là muốn tạo một không khí nhân cái kỷ niệm 48 năm giải phóng hoàn toàn thống nhất đất nước. Thì như vậy để tạo ra cái không khí hoạt động về mặt chính trị. Còn về mà mong muốn thì chúng tôi mong muốn là phát triển về mặt mỹ thuật ngày càng tốt hơn đối với anh chị em họa sĩ, những nhà điêu khắc. Rồi mong muốn thì hiệu thẩm mỹ Đà Nẵng chúng ta mong một ngày nào phát triển hơn. Theo lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, trong quý 1 năm 2023, lượng khách đến tham quan bảo tàng tăng trưởng rõ rệt, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Úc. Với tín hiệu khả quan như vậy, kỳ vọng dịp lễ sắp đến với sự chuẩn bị tốt, bảo tàng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách đến tham quan, trải nghiệm.